Trong xu thế hội nhập kinh tế sâu và rộng của Việt Nam hiện nay, lĩnh vực sản xuất sản phẩm công nghiệp và gia dụng đang đứng trước thời cơ rất lớn. Đón đầu những xu hướng mới, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Nghệ Năng đã và đang có những bước chuyển mình lớn trong sứ mệnh đưa thương hiệu vì môi trường vươn lên tầm cao mới. Chúng tôi đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất các sản phẩm hoặc công nghiệp và máy làm mát, tư vấn thiết kế thi công các hệ thống xử lý khói bụi công nghiệp. Thành lập từ năm 1994, Nghệ Năng hiện có trụ sở chính tại Bình Dương, một chi nhánh tại Campuchia và 4 chi nhánh trải dài từ Bắc vào Nam. Cùng với 2 nhà máy sản xuất với diện tích hơn 10.000 m2, tọa lạc ngay tại cái nôi công nghiệp của tỉnh Bình Dương, với số lượng lao động có tay nghề chuyên môn cao. Trải qua chặng đường phát triển hơn 20 năm với việc không ngừng cải tiến công nghệ, mở rộng quy mô kinh doanh cùng những bước đi đúng đắn, Nghệ Năng được biết đến là nhà sản xuất uy tín trong lĩnh vực quạt công nghiệp và máy làm mát mang thương hiệu iFan và iCool. Sản phẩm được sản xuất dựa trên công nghệ Nhật Bản đạt chất lượng ISO 9001 phiên bản 2015 cùng với trang thiết bị nhập khẩu hiện đại, dây chuyền sản xuất khép kín. Sản phẩm với thương hiệu iFan và iCool mang đến những giá trị đích thực, có chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong nước và khu vực. Nghệ Năng cam kết sản phẩm chất lượng quốc tế, công nghệ vượt trội, giá thành hợp lý, bảo hành chu đáo nhất cho quý khách hàng. Trước thực trạng ô nhiễm môi trường đang trở thành vấn nạn như hiện nay, đời sống của con người bị ảnh hưởng lớn, thì vấn đề tìm giải pháp để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng chính là nhiệm vụ của chúng tôi, nhà sản xuất các sản phẩm gắn liền với đời sống hàng ngày của nhiều người. Dòng sản phẩm iFan của Nghệ Năng đã có mặt ở hầu hết các công trình lớn trong và ngoài nước như Viettel IDC, Apache Việt Nam, Vinsun Campuchia, Tập đoàn Kindo, Công ty May Sài Gòn 3, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn nhiệt tình, phong cách làm việc chuyên nghiệp giúp cho các đối tác hài lòng và hợp tác lâu dài. Hơn 20 năm không ngừng cải tiến sản xuất, cùng với những cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân viên, thương hiệu và vị thế của Nghệ Năng được khẳng định qua các giải thưởng uy tín, chất lượng như Giải thưởng Sao Đỏ, Top 100 doanh nhân trẻ xuất sắc nhất Việt Nam, Top 100 doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN, Thương hiệu hàng đầu Việt Nam, Nông thôn tiêu biểu các năm, Bằng khen tự hào trí tuệ lao động Việt Nam, Doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu bằng chính phủ, bằng quốc gia. Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Nghệ Năng đến từ tỉnh Bình Dương. Đây là doanh nghiệp chuyên sản phẩm quạt công nghiệp và máy làm mát. Sản phẩm của công ty đảm bảo an toàn và tiết kiệm điện, thân thiện môi trường và dễ sử dụng. Nghệ Năng còn đi đầu trong công tác xã hội, chăm lo đời sống công nhân và các hoạt động ý nghĩa. Tặng quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn năm 2018, hỗ trợ người lao động Tết sum vầy và hàng loạt các hoạt động cộng đồng khác. Thành công mà Nghệ Năng có được ngày hôm nay là một tập thể đoàn kết, năng động, đội ngũ kỹ sư giàu nhiệt huyết để có thương hiệu Nghệ Năng ngày hôm nay. Với bề dày hơn 20 năm trong lòng người tiêu dùng Việt Nam, đây chính là động lực để Nghệ Năng tiếp tục đẩy mạnh phát triển thương hiệu trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, để ra đời những sản phẩm thân thiện môi trường, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, xứng đáng với tiêu chí thương hiệu vì môi trường.